Sau 3 tuần, Cục Thuế Hà Nội gửi thông báo tới những chủ tài khoản kinh doanh trên Facebook. Hiện cơ quan thuế đã nhận được phản hồi từ gần 1.500 tài khoản có hoạt động kinh doanh. Một nửa trong số này đã được cơ quan thuế xác định doanh thu tính thuế. Cục Thuế Hà Nội cho biết, đây mới chỉ là kết quả bước đầu. Trong thời gian tới, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, cơ quan này sẽ dùng những biện pháp mạnh đối với những đối tượng cố tình vi phạm pháp lệnh thuế. Với 13.422 tài khoản Facebook có hoạt động quảng cáo bán hàng qua mạng, được Cục Thuế Hà Nội gửi tin nhắn yêu cầu kê khai thuế, thì hiện mới nhận được phản hồi từ 1.500 cá nhân đã đăng ký và được cấp mã số thuế dùng để kê khai nộp thuế. Con số này thật sự còn rất khiêm tốn so với số lượng tài khoản đang kinh doanh trên Facebook. Theo cơ quan thuế, nguyên nhân là do các cá nhân chưa hiểu rõ trách nhiệm của mình khi kinh doanh. Chúng tôi thì sẽ rất thận trọng, cố gắng để tuyên truyền, hỗ trợ, phục vụ người nộp thuế để người nộp thuế thực hiện đúng cái quy định của pháp luật, tránh đi những cái rủi ro về mặt pháp lý sau này và cũng tránh đi những cái mà cơ quan thuế phải làm phiền đến người nộp thuế. Một số trường hợp có địa chỉ kinh doanh trên mạng xã hội không phải thực hiện kê khai như các tổ chức, cá nhân kinh doanh có cửa hàng, có địa chỉ cụ thể đã đăng ký thuế, sử dụng mạng xã hội để quảng cáo hoặc các cá nhân kinh doanh đã sử dụng mạng xã hội để kinh doanh, nay không còn tiếp tục hoạt động. Ngoài ra, các chủ tài khoản có hoạt động kinh doanh đều phải thực hiện kê khai với cơ quan thuế. Tốt nhất hết là các doanh nghiệp khi đã nhận được thông báo của cơ quan thuế thì nên kê khai. Còn hơn là mình để cơ quan thuế sẽ thông qua các cái biện pháp để có thể là thực hiện công tác thanh tra kiểm tra. Thực hiện kê khai không đồng nghĩa với việc cá nhân phải nộp thuế. Đối với các trường hợp có doanh thu dưới 100 triệu một năm, chỉ thực hiện kê khai và được miễn thuế. Đối với các cá nhân có doanh thu từ 100 triệu đồng một năm trở lên mới phải thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước. Đối với các tài khoản có kinh doanh mà cố tình không kê khai thuế, sẽ đồng nghĩa với hành vi vi phạm pháp luật về thuế. Họ không kê khai, không nộp thuế là vi phạm pháp luật thuế, đúng không ạ? Thì cơ quan thuế hoàn toàn xử lý theo quy định của pháp luật. Ý rằng là vâng, sẽ xử phạt rồi là hoàn toàn là thực hiện cái nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Đại diện Cục Thuế cũng cho biết, trong những trường hợp vi phạm, cơ quan thuế sẽ buộc phải áp dụng các biện pháp ngăn chặn các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật này.